Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay em Toàn đang có sản phẩm ung thư bà Nguyệt. Hàng rất là khó tìm luôn mọi người. Em thích quá, hôm nay em mua về được mấy hôm rồi nhưng hôm nay em mới lên được video. Đấy, hôm nay đây là ung thư bà Nguyệt hàng xưa, size lớn. Đấy, bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác xem. Xong rồi lát nữa em sẽ quay chi tiết nhé mọi người nhé. Ông cao 44 nhé mọi người nhé. Để em đo như này là chính xác này mọi người. Ông cao 44 mọi người, ông cao 44 nhé mọi người nhé. Bà thì cao 43. Đấy, ông cao 44, bà cao 43. Để em đo chiều ngang của ông. Chiều ngang của ông là lên đến 29 mọi người nhé. Như này chiều ngang lên 29. Đấy. Chiều ngang của ông là 29 mọi người. Em đo của bà. Của bà là 26 mọi người nhé. Của bà là 26. Rất là đẹp luôn. Em xin phép mọi người là em bỏ cái chổi ra đã. Lát nữa em sẽ cho cái chổi vào sau. Đấy, đây em cho mọi người xem cái chuyện của ông đã. Đấy mọi người. Thế chưa? Chuyện xưa nhé mọi người nhá. Hàng quá là ok luôn. Đây em cho mọi người xem. Đấy, quá là đẹp. Quá là tuyệt vời luôn. Đây là ông. Là bà đây mọi người. Đấy. Mọi người xem bà. Chuyện quá là ok luôn. Phải không mọi người? Em thấy là rất là kết cặp ung thư bà Nguyệt này rồi ấy, mọi người ạ. Mọi người, cái kích thước của nó thì em cũng thấy là khá là yêu thương luôn. À, bây giờ em đẩy như này. Em xin phép em đo lại kích thước một lần nữa. Vì là cái hàng này nó hàng to mà khó tìm thì em cứ đo cẩn thận. Chiều cao là 44 mọi người nhé. Chiều cao 44. Chiều cao 44. Chiều bề ngang của ông là 29 nhé mọi người nhé. Bề ngang của ông là 29. Để em dí nó vào, em cho nó vào tường thì là em sẽ đo được chính xác hơn. Của bà là cao là 43 mọi người nhé. Chiều cao 43. Chiều ngang là 26 mọi người. Chiều ngang của 25,5 nhé mọi người nhé. 25,5. Chuyện xưa luôn. Quá là tuyệt vời luôn. Hàng tình trạng lành tít nhé mọi người nhé. Em thấy là bộ này em thấy là nó mới đến 98% ấy mọi người. Nó chỉ có một chút vết bẩn thôi. Nhưng mà để độ chảy xước thì em cũng không thấy có độ chảy xước mấy. Đây em cho các bác xem. Đấy. Đây là ông bà. Quá là tuyệt vời luôn. Tình trạng lành tít. Em xin phép là em sẽ nhấc ông bà xuống nhé mọi người nhé. Để em cho cái bàn xoay vào đây để em còn quay xoay ông bà cho mọi người cùng xem. Đây, em để đây em quay cho mọi người xem nhé. Như nó này là nó hơi khó quay rồi mọi người ạ. Đấy. Em hạ máy quay nó xuống một tí xem mà. Đấy, đây mà mọi người nhé. Bây giờ em sẽ quay cho mọi người xem này. Đấy, rất là ok luôn nhé mọi người nhé. Để em cho các bác xem mà cận cảnh luôn. Đấy, vẽ vàng rất là nhiều luôn, óng ánh, quá là đẹp luôn. Mọi người xem video của em mà ai mà ưng cái cặp ung thư bà Nguyệt này thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Em sẽ ship về cho mọi người, em sẽ báo giá
giá của cặp này và em bao bể vỡ ship về tận nhà. Các bác chỉ việc nhận hàng, kiểm tra ok, thanh toán. Đấy, đây là bà nhé mọi người nhé. Em xin phép là em cho ông lên em quay. Đặc biệt là cái bộ này mọi người ạ. Bình thường như những cái bộ khác thì em không nói, nhưng mà để cái bộ mà cái chuyện nó xưa, nó sâu tuổi như này thì nó rất là hiếm luôn. Mà nó lại là size lớn nữa. Rất là đẹp luôn mọi người ạ. Vẽ vàng rất là nhiều luôn, vẽ gấm rất là ok. Hàng vẽ toàn bộ nổi khối hết lên. Rất là đẹp. Đấy, em cho các bác xem đây. Các bác xem cái tà áo này, nó hàng hàng xưa. Nó độ gốm nó xuống màu rất là đẹp luôn, màu vàng nó. Mọi người đây, em quay cho các bác xem phía trước nó nhá. Trước của ông đây. Đấy, các bác xem vàng nó vẫn còn đẹp không? Khá là đẹp luôn. Size lại size lớn nữa mọi người. Rất là ok luôn. Đấy, mọi người đấy, đây là cặp ông Tư và Nguyệt size lớn. Nếu mà anh chị nào, cô chú nào mà ưng cặp này mà muốn sở hữu cặp này về để trưng bày thì mọi người cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Nó hơn cái bàn xoay của em ở bên này là em tự chế nên là nó hơi khó để các bác. Các bác thông cảm cho em cứ phải nhấc ra nhấc vào. Vừa đi làm về xong là vội vội vàng vàng quay video để lên để giới thiệu đến tất cả mọi người, để xem mà quý anh chị nào ưng ý thì giao lưu để cho em Toàn kiếm thêm một chút thu nhập vào những ngày ngày nghỉ. Em có đi sưu tầm đồ gốm này nên là quý anh chị nào mà ưng yêu quý em thì là ủng hộ em nhé mọi người nhé. Đây, để em đặt lại. Đấy, đây bộ bộ đấy đây. Bây giờ em sẽ quay sát lại cho các bác xem một lần nữa. Hôm nay nó hơi hơi bị mất thời gian nên rất là mong quý anh chị thông cảm cho em và bớt chút thời gian xem hết video giúp em. Đấy, thôi em xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người nếu mà ai mà ưng thì cứ liên hệ với em nhé. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đang xem video của em. Em chào mọi người.